Tính ơi, cho em hỏi cái thì cũng nhiều bà con người ta đang xài cái sản phẩm bộ diêm 3979 đó với cái sản phẩm men SDC 39 nè, thì cũng rất là hiệu quả luôn. Nhưng mà cũng một số bà con mình mới bắt đầu xài đó thì họ cũng thắc mắc á, nghĩa là họ không biết là xài cái sản phẩm gồ diêm với lại cái sản phẩm SDC đó thì mình có xài chung với nhau được không, với lại là cái mình xài cái sản phẩm nào, dù mình đánh cái sản phẩm nào trước á thì nó sẽ cho cái hiệu quả cao hơn. Thì cũng nhiều bà con thắc mắc có hỏi em đó, thì sẵn hôm nay em cũng nhờ anh tính chia sẻ luôn để cho bà con mình ta hiểu á, để người ta không có lo lắng nữa trong cái quá trình mình sử dụng cái sản phẩm gồ diêm cũng như là cái sản phẩm MSCC đó anh. Rồi thì câu hỏi rất hay, cảm ơn Sang hỏi câu hỏi này. Thì đầu tiên á, bà con phải biết, thứ nhất là cái men SDC39 á là nó là chuyên gây thế hệ tự nhiên, tức là mình nuôi từ mật độ một con thậm chí tới 100 con mét vuông luôn, thì tùy theo mật độ mà mình đánh cái liều lượng khác nhau và cái thời gian khác nhau. Còn cái thứ hai á là cái men rồ diêm 3979 á là nó chuyên là mình xử lý đá ao khí độc đó, rồi xử lý cái lợn cợn sát tảo đáy đen sình thúi, là phòng ngừa cái hồng thăng chết gãy gác ha, là còn ngoài ra còn nhiều chức năng khác nữa. Thì hai cái sản phẩm này á là cũng nghiên cứu nhiều năm, anh sử dụng nhiều năm anh thấy nó hiệu quả thì chia sẻ với bà con, thì nhiều bà con áp dụng là rất là thành công. Tuy nhiên là có thể cái nào xài trước cái nào xài sau hoặc có thể phối hợp chung hay không thì sẵn đây anh chia sẻ. Đầu tiên là cái men SDC 39 gây mòi là bà con phải nhớ là phải ủ với cám gạo mặt đường từ 3 đến 5 ngày là mình tạt, hiểu không? Để mình gây mòi, mình đánh trước khi thả tôm 3 đến 5 ngày, thậm chí là có tôm gọi đánh vẫn được, tuy nhiên mình phải đánh liều nặng hơn để cho mồi nó lên kịp tôm ăn. Còn cái thằng gồ diêm á là mình đó là tạt trực tiếp, không cần gọi là ủ gì hết trơn, mình cứ quậy mình tạt 5 giờ chiều thôi, tạt trên gió. Ví dụ mình còn cái lượng nước tạt bao nhiêu thì mình cứ pha vừa tay mình tạt thôi, ví dụ 50 100 lít đó là tùy mình. Nó quan trọng là mình tạt nhiều gói thôi chứ không phải là nhiều nước. Thì nó càng đậm thì mình ra mình pha nước vuông mình lõn mình tạt thôi đó. Còn khi tạt á, cái nào trước cái nào sau là nó tùy theo cái tình trạng ao. Ví dụ cái ao em á là sinh chết rồi, đáy ao sạch đóng luôn, không có sát gông tạo chết, nói chung rất là đẹp không có gì hết. Thì cũng như ao công nghiệp vậy thì em cũng không có cần xài gồ diêm chỉ cho đúng tiền. Em cứ là đo pH, đo phèn ổn định thì cứ đánh men SDC lên mồi rồi thả tôm, cứ định kỳ là ví dụ mà công nghiệp thì 5 ngày mình đánh 1 lần, 4 ngày thì theo mật độ, còn quảng canh thì mình cứ 10 ngày như anh nói. Ví dụ còn ví dụ mình cần tăng thêm 7 ngày mình đánh luôn nếu mà tôm mình lớn xíu mồi để cho nó kịp, để cho nó không không mất gốc đó, thì mình cứ đánh 10 ngày 1 lần đánh tới khi nào bắt tôm luôn, kể cả công nghiệp luôn ha. Rồi khi tôm mà vô tháng đối với quảng canh thì là mình đánh cái gồ diêm để mình phòng bệnh ngăn, tại vì tôm anh nghiên cứu lúc trước đây là tôm thường vô tháng bắt đầu nó muốn quậy rồi. Tại nhiều vấn đề phát sinh khí độc đáy ao vân vân tảo tàn, thì mình đánh cái gồ diêm nó để mình phòng bệnh đó, mình đánh thì nó rất ít bệnh, thậm chí mình nuôi về size lớn nó không bị, hiểu không? Mà tại sao anh cho vô tháng mới đánh, tại vô tháng mình đánh để mình phòng cái bệnh, để vô tháng nó dễ chết, còn trong tháng nó ít chết bậy lắm. Rồi mình đánh tới lớn. Còn nếu mà mình thực ra mình đánh từ đầu thì quá tốt rồi, nhưng mà đối với những vuông nào mà mình đánh từ đầu vậy á, mà nó sạch đó mình đánh nó cũng uổng tiền và con ngán, thì mình để dành tiền mình đánh khúc cuối đi, khúc có tiền đi, phải không? Còn nếu mà bà con chúng dạy dụ thì nhiều bà con là người ta đánh từ đầu luôn, hoặc lấy ao người ta dơ đó thì người ta đánh từ đầu luôn thì quá tốt. Chứ không phải là nhất định phải vô tháng, còn vuông sạch thì mình cứ vô tháng mình đánh. Còn cái đó là cái trường hợp đó là mình phải linh động, là tùy theo vuông mà mình đánh trước nào sao trước nào sao ha. Còn cái thứ hai á, là mình khi mình tạt lược được không, thì rất là nhiều bà con hỏi con này, tại nhiều khi bà con muốn nó thẳng thì còn cũng phải làm biến tạt nó thẳng là vậy. Tại vì tạt này tới vài bữa tạt cái kia nó thấy cực quá, mình tạt một lần cho nó dễ. Thì anh nói thiệt, ví dụ là giống như mình đi, mình ăn cơm mới, bây giờ em ăn lần được không? Mỗi ngày mình phải ăn lần đó, nó giống vậy đó. Thì thí dụ anh nói là hai cái, thí dụ như mình ủ cái men SDC 39 rồi đó, là 4 5 ngày nó lên nó sôi ngon phải không, thì mình tha gói gồ diêm vô mình tạt luôn, mình khỏi bỏ gồ diêm vô ủ chung chi, bỏ vô ủ vẫn được mà khỏi bỏ, thì mình đem đi mình tạt hai cái lượt vẫn được, rất là ngon luôn. Nhưng tới 10 ngày sau mình mới tạt nữa, thì trong cái quãng đường 10 ngày thì mũi nó có sự cố gì á, thì cái lượng men nó không có đủ để xử lý được, thì bởi vậy anh mới cắt khoảng 5 ngày này 5 ngày kia, để cho vừa cái men này nó vừa yếu là có cái kia vô liền, em hiểu không? Tức là nó luân chuyển, tức là mình ăn là
bữa nay cũng có một chén mời, cũng có một chén mốt, cũng chén chén chứ ăn lần cái nhiều khi là hết luôn, nó hụt cái khi tôm mình sự cố, nó không tốt nhất là mình đánh xen kẽ 5 ngày 5 kia. Cái gù diêm em chứ quậy tạc có cực công gì đâu, để mình đánh mình phòng bệnh. Còn nhiều trường hợp điển anh nè, bây giờ cái men anh tháng anh đánh được không tấn, anh đánh nhiều lên chút, anh nói anh ăn cơm tháng ăn được không, ăn lần được không, anh nói sao được, thì vậy đó. Anh phải cho con men á, anh đánh để duy trì cái lượng thức ăn tự nhiên nó đều, và con men nó sống là giống con này vừa yếu là có con kia tiếp liền, con thức ăn tự nhiên này nó vừa bớt thì nó có mồi nó ăn liền. Còn anh để một tháng sau là nó chết đói, là nửa tháng là nó chết đói rồi, 10 ngày là nó chết đói rồi, thì đâu còn mà đủ mà nó sống nữa. Rồi tới hồi anh mà cho nó ăn giờ 10 thùng nó cũng chết hết rồi, nó mất gốc rồi, nó còn gì nó ăn. Thì lúc đó thì anh đánh không lên nữa, là nó lý do đó. Thì bởi vậy là tốt nhất bà con mình xen kẽ 5 ngày 1 lần. Còn bà con mình có làm biến á, thì mình con mình quậy hàng 10 ngày là vẫn được, nhưng mà nó không hiệu quả bằng mình đánh xen kẽ. Đó ha, bà con lưu ý có thắc mắc gì thì hỏi thêm. Dạ rồi, rất cảm ơn cái câu chia sẻ của anh Tấn ha. Rồi cảm ơn anh Tấn rất là nhiều nha anh Tấn.